Ban Chỉ huy quân sự huyện Định Quán phối hợp với Lữ đoàn BK-71, Quân đoàn 4 vừa tổ chức khai mạc kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2024. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã được nghe công bố quyết định về việc giao chỉ tiêu huy động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Theo đó, sẽ tiến hành kiểm tra thực tế 35 phương tiện kỹ thuật biên chế và lữ đoàn BK-71, quân đoàn 4 và báo cáo đánh giá khái quát kết quả sắp xếp phương tiện kỹ thuật dự bị của địa phương. Sau lễ khai mạc, tổ công tác lữ đoàn BK-71, quân đoàn 4 tiến hành kiểm tra thực tế các phương tiện kỹ thuật đúng yêu cầu và tiến độ theo quy định. Qua kiểm tra, 100% số phương tiện đều đạt tiêu chuẩn các thông số kỹ thuật, chủng loại xe, chất lượng xe đảm bảo tốt. Các chủ phương tiện đã chấp hành nghiêm quy định hay huy động, đưa phương tiện đến đúng thời gian, địa điểm cho đơn vị nhận nguồn kiểm tra.